của ý, thân hành thiền hay là khẩu hành thiền hay ý hành thiền. Có ai mà bây giờ mình xúi dục người khác hay đi hành thiền đi, mà cái người xúi dục đấy có bao giờ đắc được thiền không? Nó chỉ tạo ra được thiện nghiệp thôi. À, cái hành, nghiệp hành thiền thì nó của tâm, nghiệp hành thiền nó của ý. Và nếu như mình có hoan, mình có tùy hỷ với nghiệp hành thiền của người khác thì mình không có tạo được cái nghiệp hành thiền, mình chỉ tạo được cái thiện nghiệp công đức thôi. Thế nào là nghiệp nhân? Nghiệp nhân là cái nghiệp mà mình đang tạo, là cái hành động, cái lúc mình đang tạo nghiệp đấy, lúc đấy là nghiệp nhân. Nghiệp nhân khác, có nghiệp nhân giống như là có gieo nhân ấy, giống như là cái lúc mà mình đem cái hạt giống, đem thau giống đi ngâm ấy, đem đi cấy đi trồng, thì cái lúc mình tạo nghiệp nó cũng giống đúng như là cái lúc mình đi gieo hạt ấy. Mình đem một cái hạt thì nó ra vườn mình ươm mầm ấy, và mình sẽ chờ, nếu mình trồng lúa thì mấy tháng sau nó ra quả, 3 tháng. Mình mà trồng một cái cây cam thì bao nhiêu thời gian nó mới ra quả, nó tùy theo từng cái loại cây, mà có loại nó ra quả sớm, có loại nó ra quả muộn. Cái nghiệp nó cũng thế, có cái nghiệp nó trổ quả sớm mà có cái nghiệp nó sẽ trổ quả muộn, nó tùy theo cái nghiệp mà mình tạo. Đến nghiệp nhân, đang tạo nghiệp là nghiệp nhân, mà thế nào là nghiệp quả? Như ngày mùa mình đi ra đồng mình gặt hái đấy, bây giờ đến mùa nhãn mình đem lên cây mình hái quả đấy, thì đấy là cái lúc mà nó ra quả. Cái người tạo các cái hành động tạo nghiệp của mình nó cũng tương tự như thế, có cái lúc tạo nhân, có cái lúc nó ra quả. Bây giờ mình ăn nhãn, mình có biết ai trồng cây nhãn đấy không? Không có biết hả? Trồng cây nhãn người ta chết mất rồi, đâu có biết được. Mà bây giờ mình có cái quả nó đến, mình có biết là ai gieo cái nhân này không? Không biết. Thường thường ở ngoài đời người ta không có biết được ấy. Khi mà người ta gặp cái chuyện gì khổ đau, người ta cứ bảo sao tôi ăn ở hiền lành mà sao trời cũng thương tôi thế này, để tôi gặp cái hoàn cảnh nó khổ sở thế này, hay là tại ông bà tiên tổ ngày xưa ăn ở thế nào, bây giờ để cho con cháu khổ. Có đi khi mình có trách phải không, trách trời trách đất không? Nhiều khi trách trời trách đất, trách những người khác, mà lại không có biết là cái người tạo nhân là ai. Tại vì cái người đấy không biết ai tạo nhân mà giờ mình hưởng quả, quả là thọ quả báo. Khi nào thì nghiệp nó mới cho quả? Nghiệp nó có cho quả ở 3 giai đoạn. Một là nó cho quả ở kiếp này, hai là nó cho quả ở kiếp sau, ba là cho quả ở nhiều kiếp về sau. Từ cái lúc mình hành động cho đến khi nó ra quả, nó có thể là ở kiếp này. Có những cái nghiệp nó trổ quả ngay ở kiếp này, có những cái nghiệp thì phải ở kiếp tương lai, có những cái nghiệp thì nó ở nhiều kiếp về sau. Cũng giống như mình trồng cây, có những cái cây nó ra quả ngay ở trong năm nay, như cái trồng lúa nó ra quả ngay năm nay này, có những cái cây mình trồng ở sang năm nó mới ra quả, chờ mất năm. Có những cái cây trồng mình phải mất nhiều năm sau nó mới có quả. Thì cái nghiệp mình tạo nhân, từ cái lúc mình tạo nhân cho đến lúc nó ra quả, nó cũng vậy, ở đời này hoặc đời sau hoặc nhiều đời sau nó mới có quả. Khi thiện nghiệp cho quả thì sẽ như thế nào? An vui hạnh phúc hả? Khi mà thiện nghiệp nó cho quả thì mình sẽ, nó sẽ cho chủ quả ở trong các cái tâm thức của mình. Ví dụ mắt thấy cảnh hài lòng, ví dụ bây giờ mắt mình luôn luôn thấy những cái cảnh đẹp, cái cảnh mình ưa thích. Ví dụ như bây giờ mình có một ngôi nhà đẹp, suốt ngày mình cứ ngắm nghía cái ngôi nhà đấy, mình có thích không? Thích. Mình có một cái xe đẹp, suốt ngày mình ngắm nghía xe mình, sao cái xe của mình đẹp thế? Đấy là
Khi mà cái thiện nghiệp nó trổ quả, nó làm cho mình luôn luôn có cái sự hài lòng về những cái cảnh mà mình đang có trước mắt, mình có luôn luôn có những cái cảnh hài lòng. Thế nếu mà nó trổ nghiệp thiện nó trổ quả, mắt mình luôn luôn thấy cái cảnh hài lòng, đáng ưa, đáng thích, tai nghe những cái âm thanh hài lòng, đi đâu cũng được người khác khen, ai đi đâu cũng được người khác khen đâu. Được người khác khen tán thưởng, luôn luôn được người mùi thơm, không phải ở cái nơi hôi thối, luôn luôn được ăn những cái món ngon, luôn luôn được xúc chạm êm dịu. Ý mình luôn luôn cũng biết nhận biết những cái cảnh hài lòng. Khi mà mình có không có quan sát cái cảnh trần, mình ngồi mình tưởng nhớ lại những cái cảnh đấy, mình vẫn thấy nó hoan hỉ, và mình luôn được tiếp nhận những cảnh hài lòng, luôn luôn được tiếp nhận và được suy xét những cảnh hài lòng, thì đó là những cái thiện nghiệp nó trổ quả. Thì là mình sẽ luôn luôn gặp những cái cảnh mà nó hài lòng, nó thỏa mãn cái tâm thức của mình như vậy. Có lúc nào mình thấy mình có những cái trạng thái này không? Có lúc nào mình thấy mắt thấy cảnh ưa thích không? Tai nghe âm thanh hài lòng ưa thích không? Có phải không? Có rất nhiều lúc nó như thế này. Thì những cái lúc như thế này, những cái lúc mà mình sống ở trong cái trạng thái tâm thức mà mình cảm thấy hài lòng như thế này, là những cái lúc mình đang hái quả. Như bây giờ mình ra đồng mình gặt lúa, mà lúa hôm đấy nó được mùa, mình có hài lòng không? Hài lòng ha. Anh đấy cũng là một cái thiện nghiệp nó trổ quả. Khi mà mình đi lĩnh lương về lấy tiền thì đút túi, mình có hài lòng không? Hài lòng, đấy nó cũng là quả, nó trổ quả. Thiện nghiệp nó trổ quả, mình sẽ gặp những cái cảnh hài lòng như thế. Còn đến bây giờ đến cái ác nghiệp nó trổ quả này, khi ác nghiệp cho quả như thế nào? Ác nghiệp cho quả thì mình mắt mình thấy những cảnh không hài lòng, mình luôn luôn thấy những cái gì nó cũng khó chịu, thì đấy là cái cảnh không hài lòng. Thì mình nhìn thấy cái ngôi nhà nó cũ kỹ quá rồi, không biết lấy tiền đâu xây lại, quần áo rách rưới hết rồi, không biết là phải đi may lại, chai cổ hỏng hết rồi, cái gì nó cũng hỏng, nó cũng tan nát, giống như là một cái cơn động đất sóng thần nó đi qua, mình nhìn thấy cảnh gì nó cũng điêu tàn ấy. Tại sao mà khi mình gặp một cái thiên tai thì bao nhiêu là những cái cảnh nó đều tan thương, có ai muốn nhìn thấy cái cảnh mà siêu vẹo đổ nát? Khi mình nhìn thấy cảnh siêu vẹo đổ nát, đấy là cái cảnh đau lòng, không hài lòng, đấy là quả của nghiệp bất thiện nó trổ. Thì tất cả những người sống trong một cái khu vực đấy là có cái cộng nghiệp với nhau, hoặc là bản thân mình có những cái không hài lòng, tai mình phải nghe những cái nó không hài lòng, đi đâu cũng có người khác người ta mắng với chửi nói xấu mình, thì nghe thấy cái đấy nó có xót xa, đấy nó cũng là quả của nghiệp bất thiện nó trổ. Để sống ở cái nơi nào nó cũng hôi hăm khó chịu thì đấy nó cũng là quả của nghiệp bất thiện. Ăn những cái mà mình không muốn ăn, những cái món cay đắng, những cái món mà ăn mà nó không nhai, mà nó không có nuốt được, thì đấy nó cũng là quả của nghiệp bất thiện. Thân mình cứ phải xúc chạm với những cái cảnh nó không hài lòng, ví dụ như là trời nó quá nóng hoặc là trời nó quá lạnh, mình không có hài lòng, thì đấy nó cũng là xúc chạm với cái cảnh nó không hài lòng. Ý biết những cảnh không hài lòng, khi mình ngồi mình tưởng lại cái cảnh đấy, mình cũng thấy nó phiền não, tiếp nhận cảnh không hài lòng, suy xét cảnh không hài lòng, thì tất cả những cái đấy nó là cái nghiệp bất thiện nó trổ quả. Thì trong cuộc sống mình có hay gặp những cái cảnh này không? Cái cảnh này nhiều hay cái cảnh trước nhiều? Cái cảnh hài lòng nhiều hay là cái cảnh không hài lòng này nhiều hơn? Thấy cái cảnh nào nó nhiều hơn? Thì là mình phải biết là mình được hái cái trái gì nó trổ nhiều hơn. Cái trái của cái nghiệp, của cái chánh nghiệp nó trổ thì mình sẽ được hưởng cái an vui. Cái tà nghiệp nó trổ thì mình phải chịu cái khổ, cái mà nó không hài lòng này. Thì cái chánh nghiệp nó để lại cái an vui, như mà cái tà nghiệp nó trổ quả thì nó để lại cái cảnh này. Trong cuộc sống này nó thế.
mà những cái nghiệp đấy, có những cái nghiệp mình tạo ở đời này, có những nghiệp mình đã tạo trong đời quá khứ và nó trổ quả. Thì trong cuộc sống nó liên tục, có thể là một ngày mình sẽ có rất nhiều những cái trạng thái, có thể là buổi sáng này mình thấy vui, buổi chiều đã thấy buồn rồi. Vừa hôm nay vừa mới lúc này thì gặp một cái cảnh nó rất là hài lòng, một cái khoảnh khắc sau mình đã gặp một cái cảnh rất là ngang trái rồi. Vì cái nghiệp nó cũng trổ cũng liên tục như vậy, trong một ngày có khi nó trổ quả rất nhiều lần như vậy, nó không có một cái sự cố định nào hết, nó có thể trổ quả bất cứ lúc nào, nó có thể đan xen lẫn nhau, lúc này thì vui, lúc kia thì buồn, thoáng một cái là có niềm vui đến, thoáng một cái nỗi buồn nó đi. Vừa nghe người này khen một cái câu rất là hay, xong là một phút sau lại có một cái người kia người ta mắng cho một câu rất là tái tê cõi lòng. Thì cái đấy nó cũng là cái nghiệp này, nghiệp thiện nó trổ quả một cái là mình cảm thấy có được một cái người khen hay là mình thích thú hoan hỉ ở trong lòng, lại được một cái người chê bai chỉ trích một câu mình lại thấy xót xa trong lòng. Thì cái nghiệp nó cũng vậy, cái nghiệp thiện nó trổ quả tí, nghiệp ác nó trổ quả tí, nó làm cho mình là cái người thừa tự của nghiệp, cứ phải hứng chịu như vậy. Cho nên là cái trạng thái tâm cứ lúc nó vui lúc nó buồn, nó cứ thăng trầm liên tục như vậy, đó là do kết quả của nghiệp. Tất cả mọi thứ nó đều là kết quả của nghiệp. Được sinh làm người là quả của nghiệp gì? Có biết được sinh làm người là quả nghiệp gì không? Là phải là quả của nghiệp thiện, quả của dục tới thiện nghiệp. Nó thường thường là những người sinh làm người ấy, thì một số là người là do cái phước bố thí, một số người thì nó có cái phước giữ giới, một số người thì có cái phước là do mình cung kính, mình hay đảnh lễ cúng dường Phật ấy. Một số người thì được làm người là do những cái phước mình phục vụ hay giúp đỡ người khác, cũng như mình đi tạo cái cây cầu, làm đường, làm nhà giúp đỡ người nghèo khó. Một số người sinh nhận làm người là do cái phước của cái sự đa văn, như là nghe pháp, tụng kinh, hành thiền. Nó nhiều cái phước thiện mà để sinh lại làm người này đó. Mỗi người có mỗi cái phước khác nhau. Nếu mà cái phước nó đi kèm với trí tuệ thì khi sinh ra thì cái người đấy là cái người có trí tuệ. Nếu mà cái lúc mà cái thiện nghiệp của mình ấy, thì nó mà ni trí, nó không có trí tuệ, bây giờ sinh ra mình là một cái người rất là người không có trí tuệ, thì mình không hiểu được những cái pháp sâu sắc. Nên cho nên có những cái người người ta thông minh, người ta giỏi thông minh thì từ nhỏ, có những người thì khi mà nó rốt thì nó từ nhỏ là do cái tâm tục sinh, nó đi tái sinh, nó bắt vào cái thiện nghiệp, nó đi kèm với trí tuệ. Có những người nó bắt vào cái thiện nghiệp, nó ni trí, cho nên nó có những cái hạng người sinh ra trên đời đã có sự khác nhau rồi. Sinh làm súc sinh là quả của nghiệp gì? Là quả của dục giới bất thiện nghiệp. Tức là sinh ra làm người là cái nghiệp mà do cái lúc mình hành động vô tham, vô sân, vô si ấy. Những cái hành động đi kèm với vô tham, vô sân, vô si. Còn sinh ra làm súc sinh là cái kết quả của cái nghiệp là do những cái hành động đi kèm với tham, sân, si. Nó sinh làm súc sinh là thường thường đi kèm với cái nghiệp si. Si không có hiểu biết. Trong một kiếp sống mình tạo ra bao nhiêu nghiệp? Biết là mình tạo bao nhiêu nghiệp không? Vô số nghiệp này. Một ngày mình đã tạo vô số nghiệp này. Cái nghiệp đấy nó để đâu hết? Nghiệp nó nhiều như vậy, cho nên nó gọi là nghiệp. Thay tạo cái quyến thuộc về nghiệp này có nhiều không? Nhiều hay là cái quyến thuộc là thân, là cái người thân nhiều? Quyến thuộc là nghiệp này nhiều vô số. Cái thai tạng của nghiệp rất nhiều vô số, còn rất nhiều nghiệp nó chưa trổ thì nó còn gọi là thai tạng. Có rất nhiều nghiệp nó đi theo mình, nó là quyến thuộc. Khi chết thì có bao nhiêu nghiệp nó dẫn đi tái sinh? Khi mà mình chết nó chỉ có một nghiệp, nó chỉ bắt vào một nghiệp trong số rất nhiều cái nghiệp mình đã tạo lúc đi tái sinh. Nó chỉ có một nghiệp nó dẫn đi tái sinh. Cái lúc cận tử nghiệp thì tâm nó chỉ bắt vào một nghiệp thôi. Cái nghiệp nào mạnh nhất thì nó bắt. Những nghiệp còn lại thì nó sẽ làm gì?
Khi mà mình chết đi rồi thì cái nghiệp nó có hết không? Không hết. Có một nghiệp dẫn đi tái sinh, những nghiệp còn lại thì làm sao? Hỗ trợ và nó duy trì cái kiếp sống đó. Những cái nghiệp còn lại nó trở thành nghiệp trì nghiệp này, nó duy trì và nó hỗ trợ cho cái kiếp sống đấy. Nó trở thành nghiệp hỗ trợ, trì nghiệp cũng là nghiệp duy trì. Cho nên là trong cái cuộc sống này, từ lúc mình sinh ra mình đã được chăm sóc. Lúc còn bé thì mình đã tạo được cái nghiệp gì chưa? Mình chưa tạo được cái gì hết. Nhưng mà tại sao mọi người vẫn yêu quý mình lúc mình còn bé? Người lớn lên mọi người còn quý nữa không? Quý thì kiểu khác. Lúc còn bé sao ai cũng chiều chuộng chăm sóc mình? Thì cái lúc đấy là những cái do cái lúc mình đi đầu thai là đi đầu thai bằng cái thiện nghiệp, và nó chỉ có một cái thiện nghiệp nó trổ quả, nó thành cái thiện nghiệp đi đầu thai, và xung quanh cái thiện nghiệp đi đầu thai đấy là rất nhiều các thiện nghiệp khác nó hỗ trợ. Cho nên là khi mà mình sinh ra một cái là được cha mẹ chăm sóc, được mọi người đến chúc mừng sinh nhật này nọ kia, đấy là do những cái thiện nghiệp nó đang duy trì đấy. Có rất nhiều nghiệp khác duy trì, bao nhiêu cái gì ngon nhất mình dành cho mình ha, lớn lên tí cái đồ chơi gì đẹp nhất của mình ha, lớn lên tí nữa mà đòi thì ăn đòn ha. Lúc này nó hết nghiệp rồi, cái thiện nghiệp nó hết rồi và bắt đầu phải đi làm ăn. Còn cái nghiệp nó còn ấy thì cứ làm công tử, cứ ngồi đấy, con đừng có làm gì hết, đừng có đi ra ngoài, cứ ngồi chơi, cha mẹ chăm sóc hết. Đấy là do cái thiện nghiệp nó còn, thì lúc đấy mình cứ làm, cứ thoải mái mà hưởng, mà có cái số hưởng. Còn có những đứa trẻ thì sinh ra thì làm sao, đã mồ côi rồi, không có người chăm sóc, đã khổ sở lang thang vất vả từ bé. Là khi mà nó sinh ra thì nó sinh với thiện nghiệp, nhưng mà xung quanh cái thiện nghiệp ấy là rất nhiều cái bất thiện nghiệp. Cái thiện nghiệp nó duy trì nó ít mà cái bất thiện nghiệp nó nhiều, cho nên là nó gặp rất nhiều cái rủi ro bất hạnh. Nên đấy nó cũng là do nghiệp mà. Nghiệp bất thiện có chủ quả ở cõi trời không? Ai lên trời chưa? Không biết. Nhưng mà trong kinh Đức Phật nói là cái nghiệp đấy nó không có chủ quả ở cõi trời được. Cái chư thiên ở cõi trời người ta luôn luôn hưởng cái sự an vui, không có gặp những cái khổ đau như ở cõi trần gian. Nghiệp thiện có chủ quả ở địa ngục không? Đã xuống địa ngục chưa? Và số nước là mình quên, cho nên bây giờ có hỏi thì mình cũng bảo là không biết. Nhưng mà trong kinh Đức Phật dạy là thì nó không, cái nghiệp thiện nó không trổ quả dưới địa ngục được. Chúng sinh xuống dưới địa ngục thì nó chỉ có nghiệp mà bất thiện nó trổ quả, chúng sinh mà sinh về cõi trời chỉ có nghiệp thiện nó trổ quả. Còn ở cõi trời thì tạo được bất thiện nghiệp không? Không biết nè, nhưng mà nó có tạo được. Ở cõi địa ngục có tạo được thiện nghiệp không? Không có tạo được cái nghiệp gì hết. Nghiệp thiện và nghiệp bất thiện có chỗ ở cõi người không? Nó có. Chỉ có ở cái cõi người này thì nó có cả nghiệp thiện và nghiệp bất thiện nó chỗ quả. Cho nên là sinh ra ở cõi người này nó sẽ có cả vui và có cả khổ. Có cả những cái lúc mình được hưởng những cái an vui và có những cái lúc mình khổ đau. Vì ở cõi người này nó chủ cả hai thứ nghiệp, thiện nghiệp và bất thiện nghiệp, nó đều chủ quả ở cõi người này. Cho nên là ở cõi người này có những người rất là hạnh phúc bởi vì cái người đó có nhiều thiện nghiệp, có những người rất là khổ đau bởi vì cái người đó có ít thiện nghiệp, có những người thì có cả khổ cả vui vì cái người đấy là cái nghiệp nó hỗn tạp, có cả thiện nghiệp cả ác nghiệp, cho nên có khổ và có vui ở cái con người này nó thế. Con người có tạo được nghiệp thiện và nghiệp bất thiện không? Con người này mình có tạo được thiện và nghiệp thiện không? Có tạo được nghiệp ác không? Có tạo được cả hai loại này này. Cái con người mình tạo được cả hai nghiệp này. Mình thích tạo nghiệp gì hơn?
Bây giờ có một con có một cái con chim nó bay vào trong nhà mình rất là to béo, thì bây giờ mình thả nó đi hay là mình vặt lông nó mình làm thịt? Bây giờ mình đang đi đường có một con cá nó nhảy lên trên đường ấy, trên mặt đường nó cứ nhảy trước mặt mình ấy, thì mình sẽ xử lý như thế nào với nó? Thả nó xuống hay là mang về làm thịt? Thì lúc đấy mình sẽ biết được cái tâm của mình là cái thiện nó mạnh hay là cái ác nó mạnh. Bây giờ mình đi đường mình thấy một người khác mình rơi ra một cục tiền, quả tiền to ngay trước mặt mình ấy, thì mình sẽ đút vào túi mình hay là mình sẽ chạy theo mình trả lại người đấy? Nếu mình tự đặt mình như vậy mình sẽ xử lý như thế nào, thì mình sẽ biết được tương lai mình sẽ đi về đâu, cái gì nó mạnh hơn thì sau này mình sẽ đi về cái đấy. Cái thiện nó mạnh hơn thì sau này mình sẽ đi về cõi thiện, cái ác nó mạnh hơn thì sau này mình đi về cái cõi ác. Thì mình thử xem là mình cái gì nó mạnh hơn, thiện nó mạnh hay ác nó mạnh, cái tà nghiệp lớn nhất là nghiệp gì, ác nghiệp lớn nhất là nghiệp gì? Tà nghiệp lớn nhất ấy là nghiệp tà kiến cố định. Cái tà nghiệp mà lớn nhất nó thuộc về cái cực trọng nghiệp này, nó có hai loại cực trọng nghiệp. Một là cực trọng nghiệp tà kiến cố định, hai là cực trọng ác nghiệp. Cái nghiệp tà kiến cố định là cái người đó không có tin nhân, không tin quả và không có tin vào các hành động. Ví dụ như cái người đó tin là chết rồi là hết, thì đấy là tà kiến cố định. Người ta nghĩ rằng là cái người làm thiện với người làm ác là bằng nhau. Cái người cho nên là người ta cứ bảo tại sao lại cứ phải đi chùa, tại sao phải tụng lễ Phật, tại sao phải tụng kinh, tại sao phải giữ giới, tại sao phải bố thí, tại sao phải làm cái việc thiện để làm gì mà không hưởng thụ cái cuộc sống này, hưởng thụ cái niềm an vui sung sướng đi, cứ phải đi chạy theo tương lai, bỏ hiện tại chạy theo tương lai làm gì? Thì cái người đấy là vô nhân tà kiến, mình không có biết tạm nhân gì hết, không có biết, không có bao giờ biết là người ta đang tạo nhân thiện, mà mình không có biết là người ta đang tạo nhân thiện. Thế là những cái người khác người ta sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, thế là mình bảo ơi cái cuộc sống này hưởng thụ thì phải thế, có sát sinh thì phải có thịt mà ăn, có đi trộm cắp thì đỡ phải làm ăn, tà dâm, nói dối, uống rượu, mình có được gặp được người khác thì càng tốt. Thì cái đấy nó là vô nhân tà kiến, vô quả tà kiến. Là khi mà người ta gặp những cái chuyện vui ấy, người ta cũng bảo đây là tự nhiên, cái số mình nó may mắn mình được hưởng. Khi mà người ta gặp cái chuyện khổ đau thì mình bảo đây chẳng may, mình do hôm nay không may mắn cho nên mình bị cái nỗi khổ đau. Người ta cứ đổ cho là cái may hoặc là không may, may rủi. Người ta chỉ biết là may và rủi thôi, người ta không biết là nó có nhân có quả. Đấy nó gọi là vô nhân tà kiến, vô quả tà kiến và vô hành tà kiến. Tức là khi mà hành động thì người ta không bao giờ để ý hành động này là thiện hay là ác. Thì người ta nghĩ rằng là có sát sinh hại mạng thì cũng là một cái chuyện bình thường, sau này chết rồi là hết, ai như ai hết. Còn một cái người cứu giúp mọi người làm việc thiện thì nó cũng vậy. Cho nên là cái thời ngày xưa có một cái người, người ta tuyên bố có một người đi bên này đường chém giết và người khác chém giết, chất đóng cái xương thịt của người khác lên thành từng gò từng đống, dùng những cái cỗ máy để mà chém giết người. Còn một người đi bên kia đường thì bố thí và người khác bố thí, cứu giúp mọi người, và hai người đấy là cũng như nhau. Cái người mà giết hại vô số người với cái người mà làm vô số việc phước là bằng nhau. Có những cái người, người ta có cái thuyết vô nhân tà kiến, vô quả tà kiến và vô hành tà kiến. Thì cái nghiệp này là cái nghiệp mà gọi là tà kiến cố định. Thì Đức Phật đã ví như cái người này là cái người sẽ khi chết giống như là cái con rùa mù mà thả xuống biển, một ngàn năm nó mới nổi lên mặt nước một lần. Nếu như mà nó khi nó nổi lên mặt nước nó có chui được đúng vào cái thanh gỗ mà nó có cái lỗ thục không, thì cái điều đó rất là hiếm có xảy ra. Thì cái người mà có cái tâm tà kiến cố định này khi chết là người ta vĩnh viễn ở cái cõi đọa, người ta đọa vào cái cõi khổ vĩnh viễn. Thế là người ta
sẽ nằm trâu, nằm bò, nằm heo, nằm gà, nằm chó, nằm lợn, nằm sâu, nằm bọ, nằm ruồi, muỗi, rán, rết, rắn, rít, bò cạp. Nó chỉ có làm mấy cái loài đấy, cái loài côn trùng này sang côn trùng khác, hoài, không bao giờ nó sinh ra có người, có trời được nữa. Đấy là cái người có tà kiến cố định. Có ai có tà kiến cố định đấy không? Ai có tà kiến cố định này thì cứ chuẩn bị bài ba cái cõi thiện thì mình sẽ vĩnh viễn ở cái cõi khổ, vĩnh viễn ở cái cõi súc sinh hoặc là ngã quỷ hoặc địa ngục, chỉ có ở ba cái cõi đấy thôi. Mãi mãi về sau này chỉ có sinh ở, đa số là ở cái ngoài súc sinh thấp kém, cái ngoài sâu bọ, hoài chết xong rồi lại sinh lại làm súc sinh tiếp. Thì cái nghiệp này nó ác hơn cái ngũ nghịch trọng tội, cái nghiệp tà kiến cố định thì nó ác hơn ngũ nghịch trọng tội. Ví dụ một người giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hỏa hợp tăng, làm thân Phật chảy máu, năm cái nghiệp đấy nó cũng rất là lớn. Nhưng mà do khi mà người ta làm xong rồi người ta có trí tuệ, người ta biết hổ thẹn tội lỗi, biết ghê sợ tội lỗi, thì cái nghiệp đấy nó sẽ tiêu tan. Và có thể người ta chỉ đoạn lâu nhất là hết một cái đạn kiếp trái đất, sau đó người ta sẽ sinh lại để làm người được. Còn cái người tà kiến cố định này thì không sinh lại làm người được nữa, ở cái cõi đoạn xứ ngoài mãi mãi vĩnh viễn. Đây là cái nghiệp mà tà nghiệp lớn nhất là nghiệp tà kiến cố định. Chánh nghiệp lớn nhất là nghiệp gì? Có cái nghiệp tà lớn nhất thì nó phải có cái nghiệp chánh lớn nhất nhé. Cái nghiệp lớn nhất đó là nghiệp siêu thế, tứ thanh tạo và tứ thanh quả. Cái người nào mà tạo được cái thiện nghiệp đến cái nghiệp đến cái đạo quả niết bàn này thì lúc đấy cái thiện nghiệp đấy là lớn nhất. Đến cái thiện nghiệp này là vĩnh viễn chấm dứt khổ đau. Cái ác nghiệp lớn nhất là nó vĩnh viễn xa lìa cái cõi an vui và nó sẽ vĩnh viễn ở với khổ đau. Cái ác nghiệp lớn nhất, còn cái thiện nghiệp lớn nhất này thì nó sẽ xa lìa cái cõi khổ đau vĩnh viễn, không bao giờ còn sinh vào cái cõi khổ đau nữa. Hai nghiệp ấy nó sẽ đối lập nhau hoàn toàn. Nếu mà một người mà chứng được đến tứ thánh đạo, tứ thánh quả, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, cái tâm đạo đấy là tâm thiện, cái tâm đạo đấy là tâm nghiệp, cái tâm thiện nghiệp là ở cái tâm đạo. Tâm đạo nó hướng lên, nó cắt đứt phiền não. Thì cái người đạt được đến cái tâm đạo, tâm quả này rồi thì vĩnh viễn không bao giờ còn sinh vào cái cõi ác như địa ngục, nó về súc sinh Atula nữa. Cái người đấy thấp nhất là sinh lại là một người, sinh về cõi trời, và vị đó sẽ dần dần đi đến niết bàn, giải thoát khổ đau. Đấy là cái thiện nghiệp lớn nhất là thiện nghiệp siêu thế. Ác nghiệp lớn nhất là ác nghiệp tà kiến cố định. Ác nghiệp tà kiến cố định thì vĩnh viễn ở sinh về cõi khổ đau, không còn cơ hội để sinh về cõi lành nữa. Còn cái thiện nghiệp lớn nhất thì vĩnh viễn xa lìa cõi khổ đau, chỉ có sinh về cõi lành rồi đi đến niết bàn. Mình muốn tạo cái thiện nghiệp gì? Cực trọng ác nghiệp là gì? Cái cực trọng ác nghiệp, cái loại này là loại thứ hai là ngũ nghịch trọng tội này. Có ai nhớ ngũ nghịch trọng tội là gì không? Giết mẹ, giết cha, giết A-la-hán, phá hỏa hợp tăng và làm chảy máu Phật. Đấy là ngũ nghịch trọng tội. Thì người mà tạo ngũ nghịch trọng tội này, tạo một trong năm cái nghiệp đấy rồi là chắc chắn phải đọa vào địa ngục. Dù mình có sám hối suốt đời, dù mình có ăn năn, dù mình có tạo bao nhiêu thiện nghiệp đi chăng nữa, nó cũng không thể tránh được khỏi cái đọa xứ địa ngục. Đã tạo đến cái ngũ nghịch trọng tội là phải vào địa ngục, không còn cách nào cả. Cực trọng thiện nghiệp là gì? Đó là ngũ thiền đáo đại. Một người mà chứng được năm cái tầng thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền thì đấy nó cũng là cực trọng thiện nghiệp. Cái thiện nghiệp này, cái ngũ nghịch trọng tội này nó cũng chỉ là một cái ác nghiệp tương đối chứ nó không phải là ác nghiệp tuyệt đối. Cái cực trọng về thiện nghiệp về năm tầng thiền này thì nó cũng là thiện nghiệp, nó rất là lớn nhưng nó vẫn là tương đối chứ nó chưa phải tuyệt đối. Còn có chỉ có hai cái tuyệt đối là tà kiến cố định và cái thiện nghiệp siêu thế. Còn người mà chứng được năm cái tầng thiền này thì người đó cũng
tạo được cái cực trọng về thiện nghiệp, năm cái tầng thiền, phụ thiền, đáo đai, người chứng được sơ thiền. Thì cái thiện nghiệp đấy là cao nhất, thiện, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền. Thì nó cái thiện nghiệp đấy nó lớn hơn tất cả những cái phương nghiệp ở thế gian. Dù một cái người mình có thể là bố thí cả đầu mắt chân tay, hay là bố thí cả núi vàng núi bạc, bố thí hết cả những cái tài sản bên ngoài, tài sản bên trong mình, thì những cái công đức đấy nó cũng không lớn bằng cái người chứng được các tầng thiền. Tức là cái thiện nghiệp của cái người chứng đắc các cái tầng thiền thì nó lớn hơn sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Cái quả của cái nghiệp mà đắc thiền này nó cao thượng hơn là cái quả mà mình làm những cái thiện nghiệp ở thế gian. Dù mình có làm bao nhiêu thiện nghiệp thế gian đi chăng nữa, cái công đức này nó không lớn bằng cái công đức của cái người đang thiền. Thì bây giờ mình muốn làm cái thiện nghiệp gì? Khi chết nghiệp nào ưu tiên chỗ quả trước? Khi mình chết thì cái nghiệp nào nó sẽ chỗ quả trước? Cái nghiệp nào mà nó mạnh nhất nó sẽ chỗ trước phải không? Khi mà mình chết thường thường là cái nghiệp nào mạnh nhất nó sẽ chỗ trước. Vậy nghiệp nào là mạnh nhất? Ác nghiệp thì nghiệp gì mạnh nhất? Tà nghiệp thì nghiệp gì mạnh nhất? Chánh nghiệp thì nghiệp gì mạnh nhất? Nghiệp nào nặng nhất sẽ chỗ quả trước? Thứ tự nặng nhẹ của nghiệp như thế nào? Thế là cái thứ tự nặng nhẹ của nghiệp này, nhìn vào đây thì mình sẽ biết được cái nghiệp nào nó sẽ đưa mình đi tái sinh này. Cực trọng nghiệp là cái nghiệp mạnh nhất, cận tử nghiệp, tích lũy nghiệp và thường nghiệp. Nó có bốn loại nghiệp này. Cực trọng nghiệp thì nó có hai loại, cực trọng thiện nghiệp và cực trọng ác nghiệp. Thì cái nghiệp mình sẽ đi theo cái nghiệp cực trọng này, hoặc là cận tử nghiệp là cái nghiệp mà mình tạo cái lúc mà mình gần chết ấy. Thì có những người mà ấy, lúc sắp chết thì người ta mới làm một cái việc gì đó, thì người ta sẽ đi theo cái nghiệp đấy. Ví dụ có cái người đang đi đánh nhau ngoài đường ấy, lúc mới chết đùng một cái, thì lúc ấy đi theo cái nghiệp gì? Cận tử nghiệp của nó là nghiệp gì? Nghiệp đánh nhau. Nghiệp đánh nhau là thì cái tâm ấy nó là tâm gì? Sân. Thì người chết thì đi về đâu? Nhưng một người đang đi ăn trộm mà xong là bị bắt đánh chết ấy, thì lúc đấy là chết với nghiệp gì? Chết với cái nghiệp trộm cắp. Thì nó đi với tâm gì? Trộm cắp đi với tâm gì? Tâm tham. Người mà tà dâm bị đánh chết thì nó đi với nghiệp gì? Tham. Người mà đang nói dối bị người khác đánh chết thì nó là nghiệp gì? Hoặc là cái người say rượu hoặc là trích thuốc xì ke chết thì nó đi với nghiệp gì? Nó cũng có thể đi với tham, sân hoặc si, nó chỉ đi với ba tâm đây, hoặc là tham hoặc sân hoặc si. Thì nhưng mà cũng có những cái người mình đang đi làm từ thiện bị tai nạn chết thì nó đi với nghiệp gì? Thì cái cận tử nghiệp đấy nó là thiện nghiệp. Cái nghiệp cận tử có thể là nếu mà cái người nào mà không có cực trọng nghiệp thì nó sẽ đi với nghiệp cận tử. Và là cái cận tử nghiệp đấy mình chẳng làm gì cả, có người người ta ốm một thời gian dài, người ta nằm trên giường, người ta có tạo nghiệp gì không? Không tạo được nghiệp gì thì nó sẽ đi với cái nghiệp gì đây? Đi với nghiệp tích lũy. Tích lũy là hàng ngày mình tạo cái nghiệp gì, nó tích lũy nghiệp gì đây? Ví dụ hàng ngày mình hay làm cái gì? Hàng ngày mình các cái hành động hàng ngày của mình là hay làm gì thì nó tích lũy cái nghiệp đấy. Bây giờ mình nhìn vào trong tâm của mình thì mình biết được là hàng ngày mình tích lũy cái gì, thì hàng ngày mình hay khởi lên tâm gì, tâm gì nó khởi lên mạnh nhất, tham nó khởi lên mạnh hay là vô tham mạnh. Mình thử so sánh cho là cái tham với cái vô tham cái nào nó nhiều hơn. Tham nhiều hơn hả? Bây giờ mình so sánh sân với vô sân thì cái gì nó mạnh hơn? Cái thời gian mà nó khởi lên tâm sân nhiều hay là thời gian nó vô sân nhiều? Sân nhiều hơn ha. Tâm si với vô si thì cái nào nó mạnh hơn? Si nó nhiều hơn hay là vô si nhiều hơn? Mình quan sát cái tâm thì mình biết được cái tích lũy nghiệp của mình hàng ngày. Cái hành động của mình nó đi kèm với các cái tâm ấy. Nó đi kèm với tâm thiện thì nó để lại nghiệp thiện, nó đi kèm với tâm bất thiện, nó để lại nghiệp bất thiện. Vậy thì nó đấy là cái tích lũy hàng ngày. Cái tâm của mình nó được huấn luyện hàng ngày đấy. Chính vì vậy cho nên là cái người mà
hành thiền thì nó sẽ nghe, nó sẽ diệt trừ hết tham sân si đi, nó diệt trừ được hết tâm tham sân, nó sẽ đè nén được tâm tham sân si đi, thì hàng ngày mình tạo các cái nghiệp gì nó cũng là nghiệp thiện. Còn những người mà không biết tập thiền thì cái tâm tham sân si nó sẽ mạnh hơn, thì mình tạo cái nghiệp gì nó cũng là nghiệp bất thiện. Vì vậy sau này những cái người nào hành thiền này, người tạo được nhiều thiện nghiệp thì sinh về cõi này. Người nào không có hành thiền thì tâm nó ô nhiễm tham sân si nhiều, là sau này đi về cái cõi khổ hết. Có chấp nhận không? Mày có chịu vào chùa hành thiền không? Sau này mà tích lũy được cái thiện nghiệp nhiều không? Hay là cứ để cho tâm tham sân si nhiều thì sau này đi với cái tâm tham sân si đấy. Tâm tham nó đi về đâu biết không? Tâm tham thì nó đi làm cả quỷ, tâm sân nó đi về đâu? Sân thiêu đốt thì nó phải đi xuống cái cõi thiêu đốt, nó đi vào địa ngục. Tâm si thì nó đi về đâu? Tâm si thì nó đi về với những loài ngu si như là súc sinh. Mình tích lũy cái gì thì sau này mình đi theo cái đấy. Còn thường nghiệp là cái nghiệp loại thường, là cái nghiệp mà mình làm mình không có quan tâm đến nó, cái nghiệp này nó rất là yếu. Ví dụ bây giờ mình làm cái việc tốt mình cũng thờ ơ, mình chẳng quan tâm, có khi mình quên mất. Mình làm một cái việc xấu mình cũng rất là thờ ơ, cái người này là cái tâm nó rất là đãng, chí không có để tâm đến việc gì cả. Mình là mặc dù mà thân mình đang làm cái việc này nhưng mà tâm mình ở nơi khác, thì cái nghiệp ấy nó có tốt không? Cái nghiệp ấy nó không tốt. Ví dụ bây giờ mình ngồi đây nghe pháp nhưng mà tâm mình đang ở một cái trên mây trên trời ở đâu ấy, thì cái đấy nó là nghiệp gì? Nó là cái nghiệp bình thường vì mình coi thường. Cái người mà mình làm cái việc gì mình coi thường cái việc đấy thì nó là thường nghiệp. Coi thường mình không quan tâm đến nó, làm một cách rất là thờ ơ nơ đãng. Lúc nào có người khác thúc giục nhắc nhở thì mình mới chú tâm trở lại. Còn nếu mà không có người thúc giục nhắc nhở là tâm của mình nó sẽ phóng đi rất là xa, thân một nơi và tâm một nơi. Thì cái hành động đấy nó là thường nghiệp loại thường này, thường nghiệp này. Cái nghiệp mình coi mọi cái nó bình thường. Ví dụ mình lễ Phật mình lễ với tâm thờ ơ, thân mình chắp tay mình cúi cho mình lễ, nhưng mà tâm mình không có ở đây, mình vẫn là nghĩ ra cái gì khác này, phải không? Thì lúc đấy nó là nghiệp gì? Nó là nghiệp loại thường. Cái lễ Phật là chuyện bình thường, tụng kinh vậy, ngồi thiền vậy, ngồi thiền là cái chuyện bình thường, có gì quan trọng đâu, ngồi đây nghĩ mấy cái chuyện đồng bông tương lai chơi. Thì nó sẽ tạo ra cái nghiệp gì? Nó sẽ tạo ra cái nghiệp bình thường này. Cái nghiệp này là yếu nhất, cho nên là cái sự xếp về cái nghiệp và cái lúc cái tâm cận tử nó sẽ bắt vào bốn cái nghiệp này. Nghiệp nặng nhất là cực trọng nghiệp, hoặc là nghiệp cận tử, hoặc là nghiệp mình tích lũy thường xuyên hàng ngày. Đấy. Nếu không có những cái ba cái nghiệp đấy thì nó mới bắt vào cái nghiệp rất bình thường, cái nghiệp loại thường. Nếu có cả cực trọng thiện nghiệp và cực trọng ác nghiệp thì cái nghiệp nào nó sẽ trổ quả? Nếu mà mình làm được cả cái ác nghiệp và thiện nghiệp thì cái nghiệp gì nó sẽ trổ quả lúc mình cận tử ấy? Thiện hay ác? Bất thiện à? Thiện à? Cực trọng ác nghiệp nó sẽ trổ quả. Cái người mà tạo được cực trọng thiện nghiệp và cực trọng ác nghiệp cùng một cái kiếp đấy thì đến lúc chết cực trọng ác nghiệp nó sẽ trổ quả. Giống như Đề Bà Đạt Đa, khi mà ông Đề Bà Đạt Đa lúc ông sống ông mới tu có 7 ngày mà ông đắc được hết các thiền định, các cái tầng thiền định của ông chứng đắc được hết, ông phát hiện được cả thần thông. Thì chứng đắc được 5 tầng thiền thì đó là cực trọng gì? Thiện nghiệp. Nhưng mà sau này ông ấy lại tạo một cái nghiệp đó là làm chảy máu Phật và chia rẽ tăng, thì nó tạo hai cái cực trọng ác nghiệp. Thì đến lúc chết thì ông ấy đi với cái nghiệp gì? Lúc ông chết thì ông ấy đi vào địa ngục A Tỳ mà. Ông ấy đi với ác nghiệp. Tại sao ác nghiệp cực trọng lại trổ quả? Vì ác nghiệp cực trọng nó cắt đứt mất cái quả của thiện nghiệp. Khi mình tạo một cái ác nghiệp lớn như vậy thì nó cắt mất cái thiện nghiệp của mình. Cái ác nghiệp nó lớn quá. Bởi vì cái ác nghiệp và cái thiện nghiệp mà cực trọng nó cũng phải là thiện nghiệp về siêu thế cơ thì nó mới cắt đứt được ác nghiệp. Còn cái nghiệp mà
của sắc giới này, tầng thiện sắc giới này nó không cắt đứt được ác nghiệp. Nhưng người đó tạo ác nghiệp một cái là cái ác nghiệp nó lại cắt đứt được quả của thiện nghiệp này. Nghiệp thiện nào có thể cắt đứt được quả của ác nghiệp? Cái ác nghiệp cực trọng thì nó cắt đứt được quả của thiện nghiệp. Vậy còn bây giờ cái nghiệp thiện nào mà nó có thể cắt đứt được quả của ác nghiệp? Chỉ có nghiệp siêu thế, chỉ có siêu thế thiện nghiệp, thánh đạo, thánh quả thì nó mới cắt đứt được quả của ác nghiệp. Đây là trường hợp của ai có nhớ không? Angulimala, có ai nhớ tướng cướp Angulimala không? Tướng cướp Angulimala tạo được một cái ác nghiệp rất là lớn, đó là giết 999 người. Giết nhiều không? Gần 1.000 người. Không giết nhiều như thế thì đáng lẽ ông chết phải vào địa ngục phải không? Nhưng mà đến khi ông đi tu, ông lại chứng được quả A-la-hán thì sau này còn phải vào địa ngục nữa không? Không, cái nghiệp địa ngục này nó bị cắt đứt bởi cái thánh đạo thánh quả này. Người chứng được thánh đạo thánh quả này, cái ác nghiệp này nó bị cắt vào này. Khi chứng được đến tận quả A-la-hán là chứng đắc niết bàn rồi, không cái ác nghiệp không còn cơ hội để trổ quả nữa, thì cái thánh đạo thánh quả nó mới cắt đứt được quả của ác nghiệp vậy. Cái ác nghiệp lớn thì nó cũng cắt đứt được quả của thiện nghiệp, mà cái thiện nghiệp thật lớn nó sẽ cắt đứt được quả của ác nghiệp. Bây giờ mình có một cái người bạn thật ác, có một cái người bạn ác, người bạn rất là ác. Thì cái người bạn đấy sẽ đánh bật được hết những người bạn hiền của mình ra. Nhưng bây giờ mình có một cái người bạn rất là thiện, thì cái người bạn thiện đấy sẽ làm cho mình xa cách được những cái người bạn ác. Thì cái thiện nghiệp với cái ác nghiệp, thế mình có một cái thiện nghiệp cực mạnh thì nó sẽ đẩy lùi được cái ác nghiệp. Mình có một cái ác nghiệp cực mạnh thì nó sẽ đẩy lùi cái thiện nghiệp. Một người đắc thiện nghiệp siêu thế rồi có thể tạo được cực trọng ác nghiệp nữa không? Không. Vì đó không thể tạo được ác nghiệp cực trọng nữa. Người chứng được đạo quả rồi thì nó không bao giờ tạo được những cái ác nghiệp nữa, vì cái tâm ác nó bị cắt đứt rồi, thì nó không còn thể cố gắng tạo ra được cái ác nghiệp nữa. Cận tử thiện nghiệp và cận tử ác nghiệp thì nghiệp nào trổ quả lúc tái sinh? Cận tử thiện nghiệp và cận tử ác nghiệp. Vừa nãy là nói đến cực trọng thiện nghiệp và cực trọng ác nghiệp, bây giờ lại nói đến cận tử. Cái nghiệp mà mình làm cái lúc mà gần chết ấy, nếu mà cái lúc gần chết mình cũng làm cả hai nghiệp, thiện cũng có mà ác cũng có, thì cái nghiệp nào nó sẽ đi tái sinh? Lúc chết rồi mình vừa làm thiện vừa làm ác. Ví dụ bây giờ có một cái người đi ăn trộm này, xong là bị người ta bắt, giam mày đi chém đầu. Xong là coi bây giờ trước khi chết cho mày một bữa ăn thật ngon. Xong là cái người bị chém đầu mà thôi, đằng nào tôi cũng chết tôi chẳng ăn nữa, mang cái món ăn này lại cúng dường cái vị sa môn đang đi khất thực kia cho tôi với. Lúc đấy tao được cả thiện nghiệp phải không? Cũng cái ngày hôm đấy vừa đi ăn trộm này, vừa biết cúng dường, là hai nghiệp khác nhau ha. Vậy thì khi chết thì cái nghiệp nào nó trổ quả? Nghiệp thiện hay nghiệp ác trổ quả? Nếu tâm ô nhiễm thì ác nghiệp nó trổ quả, nếu tâm thanh tịnh thì thiện nghiệp nó trổ quả. Nếu mà cái lúc ấy cái tâm mình nó ô nhiễm nặng quá thì nó vẫn khởi lên cái tâm ác, ác tâm. Do hàng ngày mình buôn tập cái tâm thiện ấy, hay tâm bất thiện ấy. Lúc ấy cái tâm nó ô nhiễm, nó ngăn che bất thiện rồi, làm sao nó đâu nó khởi lên được cái tâm thiện được, thì lúc ấy chết bị đọa. Còn nếu mà cái tâm thanh tịnh thì cái thiện nghiệp nó sẽ trổ quả. Tâm ô nhiễm là tâm gì? Tham sân si. Tâm thanh tịnh là tâm gì?
vô tham, vô sân, vô si. Bây giờ mình thử quan sát xem cái tâm mình nó ô nhiễm nhiều hay là thanh tịnh nhiều hơn. Cái gì nó nhiều hơn? Hai cái tâm này, ô nhiễm với tâm thanh tịnh, thì cái tâm nào nó mạnh hơn? Chính vì vậy Đức Phật bảo là phải hành thiền để nó tiêu trừ cái tâm ô nhiễm đi, nên sau này mình mới sinh về cõi an vui được. Tích lũy thiện nghiệp và tích lũy ác nghiệp bằng nhau thì nghiệp nào trổ quả lúc tận tử. Bây giờ mình quan sát mà tham sân si với vô tham, vô sân, vô si nó bằng nhau, không có cái nào hơn cái nào cả, thì lúc chết thì mình đi về đâu, biết không? Tích lũy những cái nghiệp mình tích lũy hàng ngày, mình làm việc thiện nó cũng nhiều mà làm việc ác cũng nhiều, hai cái nghiệp đấy nếu mà so sánh thì nó cũng tương đương với nhau. Thì bây giờ đến lúc chết thì cái nghiệp nào trổ quả? Nếu mà cái lúc chết ấy, nếu mà tâm khởi lên ô nhiễm thì mình đọa vào cõi khổ. Nếu mà cái lúc cận tử mà tâm nó thanh tịnh nó khởi lên thì mình sẽ đi với nghiệp thiện. Ví dụ mà đến lúc mình chết nó có cái sự hỗ trợ nữa, mình có một cái người rất là tốt, người ta đến, người ta nhắc nhở mình là này, ra đi là phải nhớ về những cái thiện nghiệp đã làm nhé, đừng có dính mắc với ai, đừng có tham cầu, đừng tính mắc cái gì nhé, hãy ra đi với tâm thanh thản nhé. Thì lúc đấy mình khởi lên tâm gì? Tâm thanh tịnh, phải không? Nhưng mà có một cái người chết thì lúc đi, ông ơi cha ơi, cha đừng bỏ con mà đi, sao cha nỡ lòng nào bỏ con mà đi. Thì lúc đấy mình khởi lên tâm gì? Tâm tham ái, dính mắc, hay là tâm ô nhiễm nó sinh ra. Hoặc là có người bảo thôi, đi mời thầy về đây cúng đi, diện gà lợn ra cúng bái thần linh thì phù hộ cho. Cho người sống thì khỏe mạnh, người chết thì ra đi mát mẻ ha. Nghe cúng bái chập chèn là bà Mỹ lên ấy. Thì đến cái lúc mà lâm chung này, có thể là nếu mà là một cái người thanh tịnh họ đến, họ nhắc nhở mình thì mình sẽ khởi lên được cái tâm thanh tịnh. Có thể là gặp một cái người có cái tâm tà kiến, họ đến họ khởi lên, họ nhắc nhở mình những cái điều tà kiến thì mình sẽ chết với tâm tà kiến này. Cho nên là cái sự hỗ trợ trong cái lúc lâm chung này là phải hỗ trợ cái lúc người đó còn tỉnh táo, còn biết ý. Nhưng có mời thầy đến, bảo thầy đến để trợ niệm cho người thân của con ấy, thì phải hỏi là con sống hay chết rồi, và con chết rồi à, chết rồi còn hỗ niệm cái gì nữa, hỗ trợ được cái gì nữa. Chết rồi là đi đầu thai ngay cái lúc mà chết ý, cái lúc mà tắt hơi một cái là đi đầu thai luôn. Nhắm mắt và không biết gì nữa, đi đầu thai ngay. Và nếu mà muốn hỗ trợ thì phải hỗ trợ cái lúc mà còn tỉnh táo, cái lúc mà còn biết ấy, đến thì đọc cho nghe một bài kinh, hoặc là giảng cho nghe một bài pháp, hoặc là nhắc nhở cho vị đó làm cái việc thiện, hoặc là tụng cái tam quy ngũ giới để cho vị đó nhớ về Phật, về pháp, về tăng, về giới, hoặc là tạo những cái hành động bố thí, những cái thiện nghiệp cho vị đó hướng cái tâm thanh tịnh lên. Thì khi chết thì chết với tâm thanh tịnh để nó sinh về cõi này được. Đấy, còn cái lúc mà còn hấp hối, toàn thấy người nhà đến dặn dò nhắc nhở, than vãn khóc nóc, thì lúc đấy nó sẽ sinh ra cái tâm ô nhiễm. Và khi đã chết rồi thì không còn hỗ trợ thêm được cái gì nữa. Chết rồi là hết. Chết rồi là đi tái sinh. Đi tái sinh sang một kiếp mới, kiếp khác ngay lập tức rồi. Loại nghiệp thường thiện và nghiệp thường ác như nhau thì nghiệp nào trổ quả lúc cận tử? Cũng là do tâm ô nhiễm và tâm thanh tịnh nha. Người nào tâm ô nhiễm thì người đó sẽ chết với ác nghiệp, người nào tâm thanh tịnh thì chết với thiện nghiệp. Mà muốn cho tâm thanh tịnh thì phải làm sao? Muốn tâm thanh tịnh được thì phải làm sao? Thì phải hành thiện thì nó mới thanh tịnh. Muốn tâm ô nhiễm thì làm sao? Xem phim nhiều là nó ô nhiễm. Cứ nào xem tivi thì ô nhiễm hết. Xem tivi thì mình mà thấy người ta đánh nhau thì mình làm sao? Mình cũng khởi lên cái tâm thích thú với cái trò đánh nhau. Cái tâm tham ái nó cũng sinh lên khi mình thấy người ta tham ái, mình làm sao? Mình cũng tham ái theo. Thấy người ta sân mình cũng sân theo, người ta si mình si, mình ta tà kiến mình tà kiến theo. Thì cái mà nó làm cho ô nhiễm lớn nhất là cái gì? Là cái tivi. Này bây giờ có cái điện thoại thông minh nữa, nó cũng làm cho người ta ô nhiễm nữa. Thì người ta chế tạo ra cái đấy nó có lợi hay là có hại?
Khoa học như vậy là khoa học cao cấp hay là hàn điền? Cái đấy nó dẫn cho người ta đi đâu? Đi vào ba đường ác đạo, làm ô nhiễm hết tâm của con người, phải ô nhiễm hết thì mấy cái đó. Bây giờ mở cái kênh Phật Pháp lên có muốn xem không? Chưa chắc muốn xem, mà mở mấy cái kênh mà đánh nhau lại thích xem, mấy cái phim tình cảm mới thích xem. Vì tại sao? Vì cái tâm nó tương ứng, cái tâm của mình, cái tâm tham sân si nó mạnh, nó tương ứng với cái cảnh tham sân si. Cái tâm vô tham vô sân vô si nó mạnh thì nó tương ứng với cảnh vô tham vô sân vô si. Giờ đi đến chùa thấy im phương pháp, mình thấy sao chùa nó buồn, thấy buồn tẻ, buồn nhàn. Chùa vẫn như chùa Bà Đanh nhé. Đấy là do cái tâm của mình nó làm sao? Nó không tương ứng. Phần bảo ôi sao chùa này yên đặng, cái thanh tịnh thế nhỉ? Sao mà có cái cảnh mà nó lại thanh tịnh như thế này? Thì là sao? Là tâm mình nó thanh tịnh, nó tương ứng. Đi đến cái chùa nào mình cảm thấy người ra vào mình được rầm rầm ồn ào, tiếng nhạc lên đủ các cái tiếng, tiếng nhạc, tiếng hát hò, tụng kinh, gõ mõ ầm ĩ, mình thấy ở chùa này mình vui. Thì do tâm mình nó tương ứng, mình thích những cái cảnh vui, cảnh trần vui. Còn cái tâm mình là tĩnh lặng thì nó thích cái cảnh tĩnh lặng. Khi nào mới hết tạo nghiệp? Khi nào hết vô minh thì nó mới hết tạo nghiệp. Khi nào mình còn vô minh thì nó còn tạo nghiệp. Vô minh thì sinh thì cái gì nó sinh? Vô minh sinh thì hành sinh. Hành sinh thì cái gì sinh? Thức sinh. Thức sinh thì cái gì sinh? Danh sắc. Danh sắc sinh thì cái gì sinh? Sáu xứ căn trần. Sáu xứ sinh thì cái gì sinh? Có thứ sinh thì xúc thọ ái đủ hữu sinh, não từ sầu bi khổ yêu não nó sinh. Vô minh nó sinh ra cái tạo nghiệp, từ cái hành nghiệp ấy nó sinh ra cái thức đi đầu thai. Khi có cái tâm thức đi đầu tái sinh rồi thì nó phải có tạo ra danh sắc. Danh sắc thì nó có sáu căn, sáu trần, nó có tiếp xúc với sáu trần nó mới sinh ra cảm thọ. Từ cái cảm thọ ấy nó sinh ra ái, từ cái tham ái nó sinh ra chấp thủ. Từ cái chấp thủ ấy nó lại làm cái nghiệp hữu để đi tái sinh luôn hồi tiếp. Cứ triền miên như vậy. Một người hành thiền nhận biết hơi thở vào ra thì đang tạo nghiệp gì? Cũng đang tạo thiện nghiệp dục giới. Một hành giả niệm ân Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng thì mình tạo nghiệp gì? Cũng đang tạo thiện nghiệp dục giới. Một Phật tử cố gắng giữ giới thanh tịnh thì đang tạo nghiệp gì? Cũng là tạo thiện nghiệp về dục giới. Một người chú tâm nghe giảng pháp là tạo nghiệp gì? Thiện nghiệp dục giới. Thấy người khác làm thiện phước mình tùy hỷ theo thì tạo nghiệp gì? Cũng thiện nghiệp dục giới. Hành giả đang nhập vào sơ thiền thì thiện tam thiện tứ thiền thì đang tạo nghiệp gì? Thiện nghiệp sắc giới. Một hành giả nhập vào các tầng thiền không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi